Con kính chào sư. Bạch sư, sư nghĩ thế nào về việc các sư bên đất nước Thái Lan, Lào, Campuchia có sử dụng hình thức xăm bùa chú, các bài kinh lên người cũng như nuôi Kuman Thông, các vong linh thai nhi trong chùa? Bởi vì con đã thấy và chứng kiến nên vẫn không hiểu tại sao các sư bên ấy làm vậy. Thưa sư, như vậy có phải là không đúng với giáo pháp của Đức Phật hay không? Mong sư Hoan Nghị giải đáp. Xin thưa, là việc xăm trổ lên trên người á, bản thân điều đó là không đúng với luật. Một người trước khi xuất gia thì họ có xăm gì đi nữa thì cũng bất kể. Nhưng khi đã là một vị tỷ kheo rồi thì tuyệt đối không được xăm cái gì lên trên người. Tức là đó, trước khi mình đi tu đó, mình muốn xăm cái gì là chuyện của mình. Nhưng đi tu rồi là không được xăm nữa. Do đó nếu như các hình xăm của các vị mà quý vị thấy á, là có từ trước khi những vị đó xuất gia thì điều đó là không sao cả. Miễn làm sao mà sau khi xuất gia rồi vị đó không xăm là được. Còn nếu như sau khi xuất gia mà còn xăm thì như vậy là trái với luật. Do đó muốn biết chính xác thì phải hỏi những vị đó là sư đã xăm khi chưa xuất gia hay là xuất gia rồi sư mới xăm. Và cái thứ hai là việc nuôi Kuman Thông thì xin thưa, điều đó chắc chắn là trái với lời dạy của Thế Tôn. Thế Tôn không dạy như vậy, Ngài cũng không khuyến khích việc làm như vậy. Do đó nếu như quý vị thấy nơi nào, ngôi chùa nào có sự kiện này thì hãy tránh xa, bởi vì nơi đó đã không thực hành theo lời dạy của Thế Tôn.